Sáng hôm nay, ngày 4 tháng 4, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã khai mạc hội nghị nói chuyện chuyên đề về nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp về cải thiện dinh dưỡng trong giảm nghèo tại ba miền, với đơn vị chủ trì là Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em. Hội nghị thực hiện kế hoạch hoạt động chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, triển khai và xây dựng kế hoạch hoạt động cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 cho các cán bộ y tế. Hội nghị có sự tham dự của nhiều cán bộ, nhân viên ngành y tế từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương, Chi cục Dân số tỉnh Hậu Giang và các cán bộ trực thuộc các sở y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật của 63 tỉnh thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng đã nhấn mạnh những gánh nặng sức khỏe cần ưu tiên giải quyết, trong đó đặc biệt là suy dinh dưỡng. Hội nghị triển khai các nội dung như hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai kế hoạch hoạt động của chiến lược dinh dưỡng quốc gia năm 2024, hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, hướng dẫn các quy định về tài chính trong triển khai các hoạt động dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nguyên tắc xây dựng thực đơn cho dinh dưỡng học đường trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, chia sẻ về phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng của dự án bữa ăn học đường. Về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng có những chia sẻ. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đây là một chủ trương rất là lớn của Đảng, Nhà nước chúng ta cho hỗ trợ cho những người dân ở vùng nghèo, vùng khó khăn có các điều kiện sống tốt hơn. Đấy. Và trong đó thì có cái nội dung là cải thiện dinh dưỡng, thì cũng với cái mục tiêu là hỗ trợ để đồng bào có cái điều kiện về dinh dưỡng tốt hơn, dinh dưỡng khoa học cân đối, hợp lý để cải thiện cái sức khỏe, có cái tầm vóc thể lực tốt hơn trong tương lai. Theo các số liệu đánh giá của Viện Dinh dưỡng thì hiện nay thì chúng ta đang gặp phải 4 cái gánh nặng về dinh dưỡng. Thứ nhất là cái suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thì cái tỷ lệ này thì cũng khoảng 18,6%. Thứ hai là cái thừa cân béo phì thì cũng đang gia tăng ở trẻ em cũng như là ở người lớn ở thành phố và thị trấn. Thứ ba là cái tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng cũng đang gia tăng ở một số đối tượng. Thứ tư là các cái bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến dinh dưỡng thì cũng đang gia tăng ở một số đơn vị địa phương. Để giải quyết các cái gánh nặng về dinh dưỡng quốc gia trên thì Chính phủ, Bộ Y tế đã thực hiện rất nhiều các cái giải pháp để giải quyết các cái gánh nặng trên. Thứ nhất về chính sách thì chúng ta cũng đã tổ chức thực hiện được rất nhiều chính sách, xây dựng kế hoạch hành động để triển khai chiến lược của Thủ tướng Chính phủ. Cái thứ hai là các biện pháp về chuyên môn kỹ thuật thì chúng ta cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp về chuyên môn kỹ thuật, chăm sóc dinh dưỡng theo vòng đời cho các đối tượng từ bà mẹ có thai, từ trẻ em cái tuổi dưới 2 tuổi, gọi là tuổi bú mẹ đấy, rồi trẻ em lứa tuổi học đường, rồi người trưởng thành cũng như là người già. Cái thứ ba là tăng cường các biện pháp truyền thông, đây là biện pháp rất quan trọng để truyền tải các cái thông tin về dinh dưỡng đến tận người dân. Và hiện nay các cái cơ quan truyền thông báo chí thì theo cái thông tin khoa học và theo các hoạt động của kế hoạch quốc gia thì cũng đang triển khai các hoạt động truyền thông bằng rất nhiều hình thức, làm sao truyền tải cái thông tin đến tận người dân.